Việt Sử Toàn Thư kính chào quý vị và các bạn yêu thích khám phá lịch sử. Thưa quý vị, trong lịch sử dân tộc Việt Nam, chúng ta đã trải qua biết bao các cuộc chiến đấu trường kỳ. Bên cạnh những kế hoạch tác chiến, thì thời tiết là một trong những yếu tố quyết định đến kết quả của cuộc chiến. Trong số đó, có những trận cuồng phong được đánh giá là siêu bí ẩn, mang yếu tố thần linh đã được sử sách Việt Nam ghi chép lại. Và đó cũng chính là nguyên nhân gây ra cái chết của Ái Phi Triều Trần. Ngay bây giờ, hãy cùng Việt Sử Toàn Thư đi khám phá những trận cuồng phong kinh hoàng trong lịch sử. Trận cuồng phong kỳ lạ đầu tiên đó là người đẹp Bích Châu hiến thân để cứu đất nước, vua Trần Duệ Tông nén đau thương chấp thuận. Theo giai thoại còn truyền đến ngày nay, Nguyễn Thị Bích Châu là con gái cưng của một cận thần dưới triều Trần. Từ thời niên thiếu đã trở nên xinh đẹp, lại thông tuệ, giỏi văn chương, âm nhạc. Năm 16 tuổi, năm 1372, bà vào cung, được vua Trần Duệ Tông rất đỗi yêu thương, phong là Ái Phi. Sau một thời gian, bà Bích Châu nhận thấy Đức Quân Vương tính tình nóng nảy, thiếu bản lĩnh, triều chính đang có nguy cơ rạn nứt suy sụp. Bà đăm chiêu, chú tâm soạn thảo nhiều bản điều trần dân vua, nhan đề kê minh thập sách, 10 kế sách trị nước an dân. Đại ý mượn tiếng gà gáy sáng để thức tỉnh nhà vua với những lời tâm huyết được trải ra từng câu. Xem xong bản điều trần của Ái Phi Bích Châu, nhà vua cảm kích vỗ trán thốt lên, không ngờ Ái Phi lại thông tuệ đến thế. May cho trong cung của trẫm xuất hiện một bậc tử phi. Nhưng sau đó, bản điều trần ấy không được vua quan tâm đến nên chẳng thực hiện một điều nào, thật đáng tiếc. Đến năm 1376, đất nước ta bị chúa Chiêm Thành chế bổng Nga thường sang gây hấn quấy rối. Và mùa đông năm đó, giặc lại tràn sâu vào lãnh địa của ta, phá phách rất hung bạo. Vua Trần Duệ Tông giận dữ xuống chiếu ngự giá thân chinh đi dẹp giặc. Bà Bích Châu bồn chồn lo lắng, dâng biểu khuyên can. Rồi bà lại viết tiếp đoạn ngắn nhắc nhở nhà vua. Việc trị đạo nước trước gốc sau ngọn, xin nghỉ binh cho dân chúng yên hàn. Trị cái rắn nên dùng cái mềm, phục dợ xa cốt lất đức. Đó là thượng sách xin quan gia xét đoán cho mình. Bài biểu dâng lên cũng không lay chuyển nổi nhà vua. Cung phi Bích Châu buồn lo than thở. Nghĩa lớn là vua tôi, ái tình là vợ chồng. Vậy mà không giỏi khuyên can để giữ nền bình trị, không biết khéo lời để ngăn lòng hiếu chiến. Như thế là ta là người vô dụng chăng? Biết nhà vua nhất định không chịu nghe, bà đành xin đi theo hộ giá. Khi đoàn thuyền chiến vừa đến cửa biển Hoa Kỳ Kỳ Anh Nghệ Tĩnh, bỗng trời nổi giông bão lớn, đoàn thuyền chiến va vào nhau, nhiều cái bị đứt dây, giạt vào đá vỡ toang, quân lính chết vô số. Vua Duệ Tông nhất quyết đợi bão tan sẽ tiến binh tiếp. Bích Châu rất lo lắng. Bà chợt nhớ về truyền thuyết thần biển đòi mỹ nữ và nghĩ đến việc liều mình để giúp đất nước. Bà liền xin vua được hiến thân cho thần biển để thần phù hộ nhà vua chiến thắng. Mặc những lời can ngăn, bà một mực xin thực hiện ý nguyện của mình. Vua Trần Duệ Tông khi ấy còn đang bàng hoàng chưa kịp phán bảo can ngăn thì bà Bích Châu đã nhanh nhẹn quay ra thuyền và ban lệnh. Các quan mau mau sửa soạn lễ vật cúng thần biển. Kính báo thời khắc tiếp tôi được nhà vua cử làm sứ giả đi gặp thần biển, xin sóng lặng biển yên để phù trợ cho vua quan. Quân lính nhà Trần được chiến thắng dịp này đem bình an về cho đất nước. Mặc cho sóng đánh tới tấp, nước tràn lênh láng, bà Bích Châu vẫn tươi tắn đến quỳ sụp lại nhà vua, cầu chúc nhà vua bình tĩnh và đại thắng, rồi quay về hướng Bắc lại cha mẹ, vái chào từ biệt hàng quân quân. Trang nghiêm rồi đến ngồi gọn vào trong lòng chiếc thuyền nhỏ nhoi có cắm đại hoàng kỳ. Chiếc thuyền được quân quan thòng dây thả từ từ xuống biển. Giữa những cơn sóng thần liên tiếp quật nước lên cao, bà Bích Châu bình tĩnh nắm dây nhắm mắt. Sau khi bão ngớt và đoàn thuyền chiến của vua Trần Duệ Tông đã đi khá xa, thi hài Bích Châu mới nổi lên trên mặt biển, trôi dần vào bờ. Bà được dân làng rước đi an táng tại làng Kỳ Hoa. Đến nay, ngôi làng vẫn thờ thần Phi Bích Châu. Vì vua Trần Duệ Tông không nghe lời can gián, vẫn cho quân tiến sâu vào động Y Mang đất Chiêm nên bất ngờ bị trúng mưa của giặc Bà Ma, một tướng của chế bổng Nga, toàn quân tan rã. Vua tử trận ở Bồ Đàn, Quy Nhơn ngày nay, sử ghi đó là ngày 23 tháng Giêng năm 1377. Mặc dù không được lưu danh trong chính sử, nhưng giai thoại về Nguyễn Thị Bích Châu vẫn được truyền tụng theo thời gian.
Bà là người phụ nữ tài sắc vẹn toàn, sẵn sàng hy sinh bản thân để đổi lấy bình yên cho nhiều người, đã trở thành tín ngưỡng, niềm tin tâm linh trong lòng người Việt. Là người Việt Nam, không ai còn quá xa lạ với truyền thuyết Sơn Tinh Thủy Tinh. Có lẽ ấn tượng sâu đậm nhất mà truyền thuyết này để lại là cuộc chiến khốc liệt Thủy Tinh nổi bão đánh ghen Sơn Tinh cho đến tận ngày nay. Truyền thuyết về thời vua Hùng này đã được đề cập trong rất nhiều sử liệu như Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Lĩnh Nam Trích Quái, Sử Việt Diễn Âm, Thiên Nam Ngữ Lục, Đại Nam Quốc Sử Diễn Ca và nhiều thần tích thần phả. Cuộc chiến khốc liệt do Thủy Tinh, vị thần có tài hô mưa gọi gió để giành lại nàng Mị Nương từ tay Sơn Tinh, vị thần cai quản dãy núi Ba Vì. Sức mạnh bão tố của Thủy Tinh ghê gớm đến mức phá tung cả những dãy gò đồi ở phía bắc Ba Vì, tạo thành suối Di, kể cả ruộng đồng ở phía đông núi cũng thành sông Tích, húc nghiêng cả hòn Tràng Rể, Án Ngữ phía tây dãy Ba Vì, đến nỗi trái núi này bây giờ vẫn còn gù lưng, gây ra vô vàn thiệt hại, khiến nhân dân khốn khổ. Sơn Tinh nghĩ ra trăm phương nghìn kế để đối phó như việc cắm trông ở bãi đá trông, thả rong rào, răng lưới ở vùng suối cá, cho quân gieo hạt thành rừng xung quanh ngọn U Bò, ném lạt tạo thành lũy tre dày ở vùng ngòi lạt, nhờ vậy mới đánh bại được Thủy Tinh. Dù bị đánh bại, nhưng Thủy Tinh không chịu bỏ cuộc, hàng năm lại làm mưa làm gió để đánh ghen Sơn Tinh, làm nước ngập mênh mông khắp đồng ruộng, mùa màng mất trắng. Và lần nào Thủy Tinh cũng thua, phải rút quân về, chờ đến cuộc phục hận năm sau. Trong sử sách ghi chép lại trận cuồng phong kỳ lạ, khi thần linh nước Việt hô mưa gọi gió, dọa Cao Biền chết khiếp. Có thể nói Cao Biền là một nhân vật lịch sử, huyền thoại khá đặc biệt. Tuy là người Trung Quốc, nhưng Cao Biền lại nổi danh ở Việt Nam. Cao Biền là quan đô hộ nước ta thời Bắc thuộc, được cử sang trấn nhậm Giao Châu từ năm 866 đến 887. Sử tích nước ta lưu giữ rất nhiều câu chuyện kỳ lạ về nhân vật này. Chuyện sông Tô Lịch chép trong Lĩnh Nam Trích Quái đã kể như sau. Năm Hàm Thông thứ 6, vua Đường Ý Tông sai Cao Biền làm đô hộ tướng quân, đem binh đánh quân Nam Chiếu. Lúc Biền trở về, nhà vua đặt Tĩnh Hải quân ở thành Lĩnh Nam cho Biền làm tiết độ sứ. Biền thông hiểu thiên văn địa lý, xem hình thế đất mà xây thành Đại La ở phía tây Lô Giang, chu vi 30 dặm để ở. Có dòng sông từ Lô Giang chảy vào phía tây bắc, quấn quanh phía nam, ôm lấy thành Đại La, rồi lại nhập vào sông Cái. Hồi đó đang giữa tháng 6, nước mưa lên cao. Cao Biền cưỡi thuyền nhẹ thuận dòng vào sông Con, đi khoảng một dặm, bỗng thấy một cụ già râu tóc bạc phơ, dùng mạo kỳ dị tắm ở giữa dòng sông, cười nói hớn hở. Biền hỏi họ tên, thì đáp, ta họ Tô, tên Lịch. Biền hỏi nhà ở đâu, thì đáp, nhà ở trong sông này. Dứt lời lấy tay đập nước bắn tung mù mịt, bỗng nhiên không thấy đầu nữa. Biền biết là thần, bèn đặt tên sông là Tô Lịch. Một buổi sớm khác, Biền ra đứng ở bờ sông Lô Giang, phía đông thành Đại La, thấy một trận gió lớn nổi lên, sóng nước cuồn cuộn, mây trôi mù mịt. Có một dị nhân đứng ở trên mặt nước, cao hơn 2 trượng, mình mặc áo vàng, đầu đội mũ tím, tay cầm hốt vàng rực rỡ một quãng trời, chập chờn lên xuống trong khoảng không. Mặt trời cao 3 con sao, khí mây hãy còn chưa tan. Biền rất sợ muốn yểm thần. Đêm nằm mộng, thấy thần tới nói rằng, chớ yểm ta, ta là tinh ở Long Đỗ, đứng đầu các địa linh. Ông xây thành ở đây, ta chưa được gặp, cho nên tới xem đó thôi, ta có sợ gì bùa phép. Biền lại khiếp đảm. Sáng hôm sau, Biền lập đàn niệm chú, lấy kim đồng thiết phù để yểm. Đêm hôm ấy, sấm động ầm ầm, gió mưa rậm rật, đất trời u ám, thần tướng hò reo kinh thiên động địa. Trong khoảnh khắc, kim đồng thiết phù bật ra khỏi đất biến thành tro, bay tan trên không. Cao Biền càng kinh hãi than rằng, xứ này có thần linh dị, ở lâu tất chuốc lấy tài vạ. Sau đó cho lập đền thờ ở ngay chỗ ấy và phong cho thần là thần Long Đỗ. Lợi dụng thuật pháp mà làm hưng vượng hay suy bại một quốc gia, nhưng chính ông lại không thể làm chủ vận mệnh của chính mình. Hãy cùng tìm hiểu vị pháp sư đó là ai ngay sau đây. Nhắc đến phong thủy thì không thể không nhắc đến Tả Ao, bậc thầy địa lý của nước ta, về tài năng không hề thua kém huyền thoại Cao Biền của phương Bắc. Theo cuốn Nam Hải Dị Nhân của tác giả Phan Kế Bính, Tả Ao tên thật là Nguyễn Đức Huyền, cũng có tài liệu viết là Vũ Đức Huyền, là người làng Tả Ao, phủ Đức Quang, trấn Nghệ An, tức huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.
Thuở nhỏ mồ côi cha, vì mẹ mắc bệnh lòa mắt, nhà lại nghèo, cậu bé Đức Huyền phải theo khách buôn sang tàu lấy thuốc chữa mắt cho mẹ. Thầy thuốc thấy cậu bé nghèo hiếu thảo nên hết lòng dạy nghề lang dược. Về sau, nhờ chữa được khỏi mắt cho một ông thầy địa lý phương Bắc, nên Đức Huyền được thầy địa lý truyền thuật phong thủy cho. Một ngày sau, ông thầy muốn thử thách Đức Huyền, bèn đổ cát thành hình núi sông, rồi vùi 100 đồng tiền xuống các huyệt đạo. Bảo cậu học trò hãy tìm thấy huyệt thì xuyên kim xuống. Đức Huyền đã cắm đúng lỗ, chính huyệt, 99 đồng tiền, chỉ duy nhất huyệt thứ 100, cây kim cắm trạch ra ngoài. Thấy vậy, thầy địa lý than rằng, thế là tinh hoa địa lý đã về phương Nam mất rồi. Và quả đúng là danh bất hư truyền, Đức Huyền sau này trở thành bậc thầy phong thủy, được mọi người kính cẩn gọi là Thánh Tả Ao. Ông vân du khắp nơi, từ miền xuôi đến miền ngược, từ vùng núi đến nơi đồng bằng đất đai mỏng mỡ. Một là chữa bệnh cho người, hai là xem xét thế đất, tầm cứu long mạch, cuối cùng cũng là để giúp đời. Từ mỗi vùng đất ông đi qua đều viết nên huyền thoại mà đến nay dân gian vẫn lưu truyền. Một trong những câu chuyện ấy là huyền thoại giếng mắt cá làng Hành Thiện ở Xuân Trường, Nam Định. Người dân làng Hành Thiện kể rằng, một lần đi qua phủ Xuân Trường, Tả Ao phải đi đò sang sông, đến gần bến thì phải lội xuống bùn mới lên được bờ. Lúc ấy người khách đi đường cùng chuyến đò đã hào hiệp cõng ông qua quãng lầy lội. Sau ông lại được người dân Hành Thiện khoản đãi nồng hậu. Cả mến dân làng hào phóng, trượng nghĩa, lại mến khách, Tả Ao liền ngỏ ý xem xét thế đất cho. Tả Ao nói, kia các ngài xem, kiểu đất làng này rất đẹp, chẳng khác gì con cá đang quẫy đuôi tung mình ra biển. Cụm dân cư kia là đầu và mình cá, còn cánh đồng kia là khúc đuôi. Sau này kết phát, khúc đuôi đó sẽ nở to dần, do đất phù sa ở con sông kia bồi vào. Lại nữa, những con lạch bọc quanh làng làm mạch nước, nuôi sống con cá, quanh năm chẳng bao giờ bị cạn. Nhờ đó dân làng được thịnh vượng, làm ăn phát đạt, ít bệnh tật ốm đau. Chỉ hiềm một nỗi là con cá không có mắt, nên đến giờ làng vẫn không thể phát khoa dành. Dân làng nghe vậy bèn hậu đãi trà rượu, khẩn khoản xin ngài Tả Ao đặt lại hướng cho làng. Tả Ao đứng ngắm hướng, rồi tới chỗ mỏm đất trước đền thần hoàng, nói rằng vì con cá còn thiếu mắt cho nên cần đào giếng làm mắt cá. Giếng nước này rất thiêng, cần phải giữ sạch sẽ. Được vậy thì trong làng ắt có người làm thầy, làm quan, giàu có nhất vùng. Quả nhiên từ ngày đào giếng, Hành Thiện ngày càng thịnh phát, nổi tiếng là ngôi làng nho gia. Nam thì học hành thi cử đỗ đạt, nữ thì dệt lụa ươm tơ. Người dân quanh vùng vẫn dùng câu trai học hành, gái canh cửi hay đậu phụ thủy nhai, tú tài Hành Thiện để nói rằng ở Hành Thiện có nhiều khoa bảng, gia đình nào cũng có người đỗ tú tài. Mặc dù trong suốt cuộc đời mình, ngài Tả Ao đã giúp nhiều vùng đất được hưng thịnh, nhiều gia đình phát lộc, nhiều hiền nhân phát tài. Nhưng đối với cá nhân ông, dẫu có dày công tầm cứu long mạch đến đâu thì cuối cùng cũng không thể cải biến được mệnh trời. Quân Nam Hải Dị Nhân kể rằng, khi ngài Tả Ao đi học địa lý thành tài, trước khi chia tay thầy để trở về cố hương, ông đã được thầy căn dặn, về đến nước Nam nhớ đừng lên núi Hồng Lĩnh. Nhưng một lần qua Hồng Lĩnh, ông tò mò bèn trèo lên xem thử, thì ra đó là huyệt Cửu Long Tranh Châu, Chín Rồng Tranh Ngọc, là huyệt đế vương vô cùng quý hiếm. Ông bè đưa mộ cha về an táng trên núi. Ít lâu sau, vợ ông sinh được một con trai. Càng lúc ấy, các thầy thiên văn phương Bắc phát hiện thấy có nhiều vị tinh tú cùng trầu về nước Nam. Nhà Minh thấy vậy, vội truyền lệnh cho các thầy địa lý phải xác tìm mà phá đi, nếu không sẽ tru di tam tộc. Thầy dạy của Tả Ao biết rằng chỉ có học trò mình mới làm được điều này, bè sai con trai sang đoái công chuộc tội. Con trai ông thầy sau khi điều tra kỹ lưỡng đã yểm phá huyệt đạo, rồi bắt con trai cả của Tả Ao mang về Bắc Quốc. Khi ông nhận ra thì đã quá muộn màng. Đến lúc mẫu thân qua đời, Tả Ao lặn lội tìm thấy đất Hàm Rồng ở mãi ngoài hải đảo để an táng mẹ. Đến ngày giờ đã định thì bỗng nhiên sóng to gió lớn nổi lên. Đến khi trời yên bền lặng ở đó, nổi lên một bãi bồi. Tả Ao biết ý trời không thuận, bèn than rằng 500 năm rồng mới há miệng trong một lần một khắc, trời đã không cho thì đúng là số rồi. Lại có giai thoại kể rằng, một lần đi qua làng Thiên Mỗ, ngài Tả Ao thấy có ngôi đất to, biết là huyệt quý, nên định táng hộ cho nhà họ Trần.
Nhưng không hiểu sao, chóc long của ông không đặt được xuống đất, hễ đặt là đổ. Ông bèn gọi thổ thần lên hỏi. Thổ thần trả lời rằng, đất này phát ba đời quốc sư đại vương, con cháu công hầu không bao giờ hết. Thiên thượng đã để dành cho nhà họ Nguyễn, còn nhà họ Trần kia ít phúc, ông xứng để được đất này. Nếu ông cưỡng mệnh trời thì tất có tai vạ. Và lại ông đi khắp thiên hạ làm phúc cho người ta đã nhiều mà không được ngôi nào để táng cho cha mẹ. Ông nên nghĩ thế thì biết. Tạ Ao lĩnh chỉ ý thần, hiểu rằng phúc là từ đức mà ra, tài lộc nhiều hay ít là do đức dày hay mỏng. Vậy mới nói, phong thủy chỉ dưỡng người tích thiện. Thầy địa lý dẫu cao tay đến đâu cũng không thể dựa vào phong thủy để thay đổi mệnh trời. Quý vị thân mến, những năm cuối đời Tạ Ao chu du khắp thiên hạ, ông không màng danh lợi, không ham phú quý công danh mà mượn phong thủy để giúp người thiện đức. Hy vọng những thông tin trong video ngày hôm nay của Việt Sử Toàn Thư đã đem đến cho quý vị những thông tin mới mẻ trong lịch sử dân tộc mà bạn chưa bao giờ biết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hãy ấn đăng ký kênh Việt Sử Toàn Thư để đón xem những video mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.